xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày mới an lành và hạnh phúc. Cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình và người thân. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là con đường Bến Văn Đồn và cặp theo cái bờ kênh Thị Nghè, bờ kênh Bến Nghé. Rồi thẳng hướng này chúng ta sẽ đi ra sông Sài Gòn luôn nè. Và bờ kênh Bến Nghé ở cạnh cái ven theo cái con đường Bến Văn Đồn này ngày nay cũng rất là khác, rất là thay đổi rồi. Ngày xưa thì có nguyên dãy nhà ở đây và ngày nay thì có thành một cái dãy công viên bờ kè dọc theo tuyến đường tuyến đường Bến Văn Đồn này. Và bên cánh trái chúng ta đó là khu vực cầu Kho ở quận 1. Từ bên quận 4 chúng ta nhìn ngắm qua quận Nhất nè. Hôm nay buổi chiều rất là trời rất là đẹp, gió thổi vi vu, nước sông dâng lên cao nè. Bây giờ đang là nước lớn á. Theo thẳng hướng này là mình đến cầu cầu Kiệu rồi đi qua cầu Nguyễn Văn Cừ đi về quận 5 luôn đó. Theo thẳng cái hướng này. Và con đường Bến Văn Đồn ngày nay rất là khác nếu mà cô chú anh chị và các bạn đã lâu rồi không về Sài Gòn. Thì hôm nay chúng ta nhìn lại hình ảnh này chắc lẽ sẽ không nhìn ra đâu ha. Đi tới một tí thì có cầu Kiệu cuối dãy cuối con đường Bến Văn Đồn này. Xưa có một dãy nhà nữa nhưng mà ngày nay thì không còn nữa, trở thành một cái công viên nhỏ nhỏ nằm cạnh cái chân cầu Nguyễn Văn Cừ. Bên cánh trái và đó là những cái building rất là đẹp nằm theo trục đường Bến Văn Đồn này. Và hôm nay thể theo lời yêu cầu của rất nhiều cô chú anh chị thì chúng ta sẽ đi về một cái nơi mà gắn liền với ký ức của thơ của anh chị, đó là khu quận 4. Và video clip được thực hiện với sự yêu cầu của cô chú anh chị có nickname Việt Sao, là muốn nhìn lại cái hẻm 64 xuyệt 75 đường Nguyễn Khoái quận 4. Và chúng ta đang đứng ở đây là giao lộ Nguyễn Khoái và Bến Văn Đồn. Thì video clip này thì em cũng đã tiếp nhận, lời yêu cầu này em cũng đã tiếp nhận rất là lâu rồi, nhưng mà do vì công việc rồi cũng ít tiện đường đi qua đây nên thành ra hơi kéo dài thời gian, mong quý anh chị và các bạn thông cảm ha. Và hôm nay buổi chiều đẹp trời, mời bà con mình chúng ta cùng đi dạo bước ha với em. Đi tới một tí nữa thì có cây cầu cầu dừa ngày nay xây lại rất là mới. Cây cầu dừa cũ vẫn còn ha. Ở quận 4 này thì có những cái cầu Kiệu, cầu Dừa, cầu Trông, nhưng mà cầu Trông bây giờ thì không còn nữa rồi. Chúng ta đang đi trên lại đường Bến Văn Đồn và bên cánh trái chúng ta đó là bờ sông. Buổi chiều rất là đẹp, hình ảnh rất là sáng. Tại vì hướng này nó xuôi chiều ánh mặt trời đó. Và bên cánh phải chúng ta đó là giao lộ Bến Văn Đồn và Nguyễn Khoái. Không biết anh chị và bạn có nhìn ra ngôi nhà của chúng ta hay không, nhìn lại con đường xưa. Đầu đường thì có cái nhà này là cơ quan công an nè, công an phường. Và chúng ta sẽ bắt đầu đi từ đầu đường Nguyễn Khoái ha. Con đường Nguyễn Khoái thì em xem những hình ảnh về ngày xưa thì con đường Nguyễn Khoái này là con đường đất. Nhưng mà sau thời gian thì con đường này đã thay đổi rồi. Ta đợi đèn đỏ xíu rồi chúng ta đi thôi. Con đường Nguyễn Khoái không có dài, ngắn thôi.
nói liền từ bến Vân Đồn cho đến đường Tôn Thất Thuyết, chợ 200. Đường này cũng không có đông lắm. Với lại dạo này Sài Gòn thì cũng ít có con đường nào đông lắm, con nào cũng vắng lèo tèo hả. Chúng ta đi bộ, đi tản bộ, đi dạo rất là thoải mái. Ở đầu đường có một cái trạm xăng. Cái nhà xưa này thì có cái dịch vụ rửa xe máy đó. Rồi ta tiếp tục ha. Ở đây có rất nhiều nhà kho. Nhà kho ngày xưa. Hai chồng đứa con nè, anh nghe. Hai chồng đứa con nè. Đây tiệm sửa xe ở đường Nguyễn Khoái nè. Bên đây có cái xưởng gì rất là lớn. Con đường này buổi chiều mát, bởi vì bên phải là những cái building, những cái nhà lớn, nên ánh nắng buổi chiều được che bởi những ngôi nhà đó, nên chúng ta đi bộ rất là thoải mái. Đó nè anh nè, anh mua đồ cho bé trai. Còn đây là công ty Sanofi. Không biết công ty này bán cái gì đây, sản xuất cái gì đây. Rất là lớn luôn. Sản xuất dược phẩm. Công ty thuốc 123 Nguyễn Khoái. Và hẻm 64 của chúng ta nằm ở bên cánh trái nha. Đường Nguyễn Khoái thì ngày xưa vẫn tên là Nguyễn Khoái, nhưng mà có những tài liệu xưa hơn nữa thì Nguyễn Khoái có tên là tên tiếng Pháp. Ngay đây có cái trường Đoàn Thị Điểm, trường tiểu học Đoàn Thị Điểm này. Với ngày xưa anh chị có học hay trường này hay không? Số 140 Đoàn Thị Điểm, phố Nguyễn Khoái. Con đường này thì đặc trưng, con đường này thì cũng không có gì, không có gì lạ, chỉ là có chợ thôi, chợ 200 ở cuối đường thôi. Và ngày xưa có một cái món cháo vịt ở con đường này, nhưng mà không biết bây giờ còn cô còn bán không. Đây có quán mì khô Hồng Kông nè. Mì khi thấy rất là lạ, để hôm nào có dịp đến đây ăn thử. Cũng nhờ cô chú anh chị comment nên em có dịp đi khắp Sài Gòn, đi qua rất nhiều con hẻm, rất nhiều con đường, và thấy rất nhiều thông tin ở những con đường đó. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến tất cả anh chị và các bạn đã luôn ủng hộ và quan tâm đến Sài Gòn, quan tâm đến Vinh Lâm TV. Đây có con hẻm, đi thẳng hẻm này thì chúng ta sẽ đến một cái hẻm lớn. Cái hẻm đó sẽ cũng thông ra đường Tôn Thất Thuyết luôn á. Hẻm này rất là mát ha. Đầu buổi chiều có bán cơm tấm nè, cơm tấm sườn bì ốp la. Tấm này có đói cũng rất là đông, và mấy lần em chạy ngang em thấy cũng có rất nhiều người ăn.
đây thì có quán cà phê nữa. Quận Tư thì đặc trưng quận Tư là hàng quán ăn uống, nên mình đi đường nào cũng có những cái quán ăn cũng rất là lâu, rất là nổi tiếng. À, trong đây có cái hẻm nè, hẻm này là hẻm 91 Nguyễn Khoái, trong đây có cái trường Nguyễn Huệ, trường tiểu học Nguyễn Huệ. Rồi chúng ta đi tiếp nha. Bên kia là 92 Nguyễn Khoái, có canh bún nè. Ô, đi đường này nhìn qua nhìn lại chóng mặt luôn á. Mà bây giờ quận Tư rất là an ninh rồi, con đường nào cũng có gắn camera hết, nên chúng ta thoải mái trong việc đi lại. Mình đi đến đây cũng gần đến hẻm 64 nè, mình đi tới 84 rồi. Đối diện hẻm 64 thì có một cái building rất là lớn, sau này mới xây nè. Đó là Galaxy 9. Ở đây có chung cư, rồi có trung tâm thương mại của Novaland luôn. Rất là cao, khuất bởi những cây maya rồi. Ở đây rất là mát, có nguyên hàng me. Có lẽ ngày xưa người ta trồng những loại cây này để làm bóng mát, với lại cây này sống lâu năm. Buổi chiều ở đây bán đồ ăn vặt, đây cô bán bánh tráng trộn, rồi bánh mì nướng, rồi xoài lắc, cốc lắc. Nhìn bên kia thì có số 82 Nguyễn Khoái, trường mầm non. Rồi cái bên có câu lạc bộ pizza. Chiều đi dưới cái tòa nhà này thiệt là mát. Đây có anh bán dừa. Nhìn cái building nè. Không biết đã bao lâu rồi các anh chị và các bạn chưa về Sài Gòn. Thì hôm nay video clip hy vọng sẽ mang Sài Gòn đến gần hơn với các anh chị và các bạn. Và nhân đây cũng xin gửi đến tất cả các anh chị, cô chú, các bạn ở tỉnh, nếu chúng ta có việc gì, thông tin gì đến con đường Nguyễn Khoái này, thì thông qua hình ảnh cũng hy vọng là sẽ giúp anh chị cập nhật được thêm vài thông tin. Xem ở đây, ví dụ như chúng ta có mua nhà thì xem ở đây có an ninh không, rồi có phòng cho thuê không. Đây số 74 có phòng cho thuê nè. Có phòng cho thuê hay không, khách sạn hay không, có quán ăn gì, ở đây có an ninh hay không. Thật ra quận Tư bây giờ rất là thay đổi về hạ tầng lẫn con người. Ở đây nhà bây giờ cũng rất là mắc. Gió thổi vi vu mát nghe chưa. Ở 64 là cái trung tâm học tập cộng đồng phường 2 nè, trung tâm dạy nghề. Rồi kế bên 64 thì có cái nhà rất là xưa nè, 68 nè, bán cà phê, dạy học, dạy thêm. Nhưng mà cửa hàng nghỉ ngày chủ nhật. Ở giữa camera nè, ở giữa màn hình cái biển hiệu vàng vàng nè, cà phê 68. Rồi chúng ta sẽ vô hẻm 64 xuyệt 75 nha. Ủa, không có 64 xuyệt 75. 62
62, 64. Đây là 64, 66 rồi. Đó, 64, 66 là trung tâm dạy nghề. Rồi 64, 75 là ở đâu? Đó. Tự nhiên cái mất số này ta, có lẽ thay đổi rồi ha. Bây giờ cái hẻm này là hẻm 62. Ủa, có nhầm hay không? Yeah, làm ơn cho em hỏi hẻm 64 xịt 75 là hôm nay là 62 thẳng luôn, là 64 hả? Nhà tôi là hẻm 62. À, hẻm là hẻm 64 luôn. À, thì em thấy 64, 66 trường học. À, dạ cảm ơn chị. À. À, rồi cảm ơn chị. Dạ dạ. À, 64 xịt 3. Có lẽ là ở bên kia, à, nhánh bên đây là số chẵn nè, à, nhánh đây số chẵn, à, nhánh bên đây là số lẻ, à, sau ống xịt, số ống xịt 3 nè. À, nãy em nhầm, à, nhà của chị đó là nhà số 62, nhà mặt tiền. Thì kế bên 62 là hẻm 64. Hẻm này cũng rất là vắng. À, 64 xịt 11. À, nhà lớn lớn nè, có hàng bông rất là đẹp nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi vô hẻm ha. À, đúng đây nhà bự không à. Hẻm này yên tĩnh, hẻm lúc nãy thì có lẽ là nó thông ra bên kia. Nhưng mà hẻm này không biết có thông hay không. À, 64 xịt 11. Ủa? 11 rồi. Ủa không phải. Nhìn là 75 là ở bên kia rồi. Ở đây tới 64 xịt 11 là hết rồi. Mình đi thẳng cái hẻm bên tay phải lúc nãy nè. À, có đây có những ước quà nè. À, nơi đây là phường 2, quận 4. Đó. Thẳng hướng này là mình đi ra đường Nguyễn Khoái nè. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi vô bên đây. Xa 4 xịt 75. Rồi hôm nay là 64 xịt 11. Bên trái là 64 xịt 21, bên phải là xịt 20. Oh, 75 còn dài à. À, ta đi chút xíu nữa nha. Chính
49A. Còn lại kia có cái đám tang. Ta 57 à. Là 63, 63, 65, 69. À đây, ở đây cũng có những nhà rất là lớn. À, người ta gần tới xóm mình đây nè. Nhà 71. Hả? À, tới lại có nhà 3 nữa. 75 ở đâu? Ở đây là 66. Ở đây là 70. 11. Rồi đi lên tí nữa. À 75 đây rồi. Kế bên cái dãy nhà à, xưa xưa nè, có cái cánh cửa xưa xưa nè. À do người ta đóng cửa rồi mình không thấy được bên trong, nhưng mà nhà thì không có cao, kiểu nhà xưa. À, có phơi cái tấm mền. À, có trồng dây cây sâm. Tới đây là cuối hẻm rồi. Thôi chúng ta quành trở lại nha. Em cho là nhà đóng cửa và lại kính quá nên thành anh chị cũng không thể view được cái trong nhà. Đối diện nhà nè có cái bức tranh mà tiệm tóc Thảo. Nhà cũng đang phơi đồ rất là nhiều. Hy vọng thông qua video clip sẽ gợi nhớ đến anh chị vài hình ảnh ở quê nhà. Rồi và hình ảnh ở trong con đường Nguyễn Khoái và hẻm 64/75 gửi anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng video. Bye bye bà con nha. Hẹn gặp lại.